Dân biểu Liên bang Mỹ Alan Lowenthal tố cáo Việt Nam lợi dụng đại dịch COVID để tăng cường đàn áp bất đồng chính kiến. Dân biểu thường cổ võ cho dân chủ Việt Nam trong thông cáo ngày 5 tháng 4, tố cáo Hà Nội nhân đại dịch COVID đã tăng cường trấn áp giới hoạt động dân chủ nhằm siết chặt quyền lực và cho biết ông sẽ tiếp tục lên tiếng trước Quốc hội Mỹ và bày tỏ mối quan ngại với chính quyền Biden. Nhân quyền được đặt là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Joe Biden và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Brittenbrink vào tháng trước cho biết Mỹ, Việt hầu như có lợi ích song trùng về an ninh và ổn định khu vực, nhưng nhân quyền là một vấn đề còn căng thẳng giữa hai quốc gia cựu thù. Báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền công bố ngày 11 tháng 2 cho biết Việt Nam nằm trong số ít nhất 83 chính phủ trên thế giới dùng đại dịch Covid để biện minh cho hành động vi phạm quyền tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa của người dân. Một điển hình được đưa ra là Việt Nam đã triệu tập 650 người dùng Facebook từ tháng 1 tới tháng 3 trong năm ngoái để thẩm vấn về việc họ đăng tải các thông tin mà Việt Nam nói là sai lệch về đại dịch, buộc họ phải xóa bỏ những đăng tải này và đưa ra mức phạt đối với 160 người. Hà Nội đã lên tiếng phản bác báo cáo của Human Rights Watch